thì xin gửi đến các em. Chúc mừng, xin chúc mừng, 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 xin chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, một ngày thật vui, chúc mừng, đi lễ bên nhau, chúc mừng, một ngày hồng phúc, xin chúc mừng. Xin là cảm ơn nghe chị Tổng và các em. Và tiếp sau đây, một em đại diện cho bảy tân phấn sinh cảm nghiệm được tình yêu và sự quan phòng của Chúa, cảm nghiệm được Ngài luôn đồng hành với chúng con qua mọi thăng trầm trong cuộc sống thánh hiến, để rồi hôm nay chúng con có thể đáp lời mời gọi và một cao phép thánh chọn Chúa Giêsu Kitô chị Tổng Linh là đối tượng duy nhất của lòng mình. Chúng con xin hết lòng cảm ơn quý gia, quý tu sĩ nam nữ vì tình thương mến bằng nhiều cách thức đã hướng dẫn, nâng đỡ chúng con trong hành trình ơn gọi, và hôm nay đã dành thời gian quý báu đến dịp dân thánh lễ cầu nguyện cho chị em chúng con. Chúng con cũng xin hết lòng tri ân quý bề trên, quý bà, quý dì đã luôn cầu nguyện, đồng hành, tận tình và kiên nhẫn hướng dẫn từng chị em chúng con trong những bước đầu trên hành trình theo Chúa. Quý bà, quý dì là tấm gương sáng cho chúng con noi theo trong đời sống cầu nguyện, phục vụ, quan tâm, chia sẻ, sống giản dị, khiêm tốn, nhất là khi được lắng nghe những kinh nghiệm sống rất quý báu từ chính đời sống của quý bà, quý dì. Tất cả những điều đó giúp chúng con có thêm động lực và xét tín hơn về ơn gọi đến thánh giá mà chúng con chọn lựa và bước theo. Ba mẹ kính mến, chúng con cảm ơn ba mẹ thật nhiều. Khi còn sống trong gia đình, ba mẹ dõi theo chúng con để sẵn sàng ra tay hỗ trợ khi chúng con gặp khó khăn. Khi chúng con rời mái ấm gia đình để bước theo tiếng gọi của Thầy Chí Thánh, ánh mắt ấy, trái tim ấy cũng không ngừng dõi theo bằng lời cầu nguyện, bằng những lời động viên hay tiếng cảm ơn không thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng con đối với quý cha, quý tu sĩ, quý bề trên, quý bà, quý dì và toàn thể chị em. Chúng con chỉ biết nguyện xin Thiên Chúa là gia dầu lòng xót thương ban tràn muôn ơn lành hồn xác trên quý vị, để quý vị có thể phục vụ Chúa cách tốt nhất theo thánh ý Chúa. Chúng con xin quý cha, quý tu sĩ, quý bà, quý dì và chị em tiếp tục cầu nguyện cho chúng con, để chúng con luôn ý thức rằng từ đây chúng con không còn thuộc về mình nữa, nhưng thuộc về Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, thuộc về gia đình hội dòng đến thánh giá phụ thiên. Vì chỉ khi ý thức được điều đó, chúng con sẽ sống vui, sống trung thành và dấn thân hết mình cho Chúa, cho giáo hội, cho hội dòng. Một lần nữa chúng con xin hết lòng tri ân. Dạ, và ngay sau đây thì trước đây một tiếng đồng hồ thì cha Toại có làm lễ làm chủ tế trong nhà nguyện của hội dòng Thánh Giá Phụng Thiên. Cảm tạ ơn Chúa đến muôn nơi muôn đời khen danh Chúa. Thank you.
của lễ Roma thôi kìa. Tên của nữ tu hả cô? Hậu là tên nữ tu. Được dạ. Ủa mấy em đó đang tập gì vậy cô? Mấy em nó đang tập luyện cái gì vậy? Mấy em này dạ. Thế là giấu cái gì em nó là ở ngoài á. Không dạ. Cái gì mà dẫn nó về đi lẽ. Ở trong mấy em nó đang chụp hình trong đây. À. Rồi, cũng được luôn.